Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 1, 2, 3 của cái đề số 7 này rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 4. Và trong clip cuối cùng là thầy sẽ quay ở cái bài số 5 dành cho các bạn học sinh giỏi ha. Ta sẽ đi sang cái đề bài của cái bài số 4 cho các em nha. Trong trình học thì các em nhớ like, comment cực và ủng hộ thầy. Và các em nhớ tự làm trước rồi mình xem và đối chiếu kết quả của thầy, cách trình bày của thầy sau các em nha. Hiểu nào? Đấy, thì khi chúng ta học như vậy thì chúng ta mới mau tiến bộ được. 3 điểm rưỡi ha. Cho hai tia OI và OT nằm trên cùng trên nửa cái mặt phẳng có bờ chứa tia X. Biết cái góc XOT 40 độ, XOI bằng 110 độ. Thì đây, thầy luôn luôn có cái thước đo độ. Trời, nó rớt cái thước. Thước parabol của mấy anh chị lớp 9 vẽ parabol đồ thị ha. Chắc bây giờ những cái bài này chúng ta nói về tính góc thì vẫn rồi chứ nữa. Ta sẽ vẽ TOX ở đây. 40 độ, XOT 40 độ đây. Cách đặt thước như nào thì đã biết rồi ha. Đặt cái dấu chấm nó trùng với cái góc O này và cái vạch này này. Nó nằm trùng với cái tia OX 40 độ đây ha. Thì chấm một chấm ở đây này. Thầy sẽ nói dấu chấm này với O thì ra được XOT 40 độ. XOI là góc tù à, là 110 độ. 110 độ đây các em. Đây các em nhìn nè, 50 60 các em lấy cái vòng bên trong nhá. 110 độ nghĩa là bên tương ứng ngoài đây là 80 này. Chấm vô đây. Là cái này góc tù nó lớn hơn cái góc vuông anh em ha. Lớn hơn góc vuông. Đó, như vậy thì cái này chúng ta cho hai gạch, cái này một gạch này. Là 110 độ. Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu của em tính cái gì đây? Câu A. Người ta hỏi cái tia OT có nằm giữa hai tia OX và OI hay không? Vì sao? Chắc chắn là có rồi. Không phải mình trình bày là vì tôi nhìn thấy trên hình nó nằm giữa thì nó sẽ nằm giữa, không phải như vậy nha. Mà để mà chứng minh nó nằm giữa thì chúng ta sẽ so sánh cái gì? So sánh hai góc. So sánh hay không? Như vậy thì ở đây các em thấy cái góc XOT sẽ nhỏ hơn góc XOI, nên từ đó chúng ta sẽ suy ra cái OT này nó sẽ nằm giữa OX và OI. Hiểu chưa nào? Thêm ghi thầy là trên nửa mặt phẳng có bờ chứa cái tia OX có phải cái góc XOT không nào? Cái góc XOT nó sẽ nhỏ hơn cái góc XOI. Cụ thể đây là 40 độ. Nó sẽ nhỏ hơn 110 độ. Ok. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tia OT nằm giữa hai cái tia OX và OI. Cách trình bày tia nằm giữa là như vậy. Người ta yêu cầu các em tính số đo góc IOT, IOT là góc đây. Thì để tính góc đây thì tại vì chúng ta đã chứng minh nó là cái tia OT là tia nằm giữa hai tia OX và OI rồi. Thì chúng ta có góc tổng đó chính là góc XOI là bằng 110 độ này. Hai góc nhỏ này các em. Góc nhỏ thứ nhất đó chính là góc XOT bằng 40 độ. Góc nhỏ thứ hai đó chính là IOT. Như vậy thì để tính góc IOT này thì các em chỉ lấy góc tổng là 110 độ, chúng ta trừ đi cho 40 độ. Thì chắc chắn ở đây sẽ bằng là 70 độ này. Thầy nghĩ câu này ai cũng biết hả Lan? Đúng chưa? Nhưng mà chúng ta trình bày câu B vô. Vì OT nằm giữa hai cái tia OX và OI, ta có cái góc tổng ta là XOI sẽ bằng XOT, các em nhìn trên hình nhé, cộng cho IOT. Từ đây chúng ta suy ra cái góc IOT sẽ bằng XOI trừ cho XOT sẽ bằng 110 độ trừ đi cho 40 độ thì bằng 70 độ. Câu C. Các em hiểu nè. Câu C ở đây người ta nói gì đây các em? Gọi tia OZ là tia đối của cái tia O
OX tia đối thì nó sẽ nằm phía bên đây, nó nằm trên cùng một đường thẳng tia đối em, nằm trên cùng một đường thẳng mà khác phía chung góc ha. Như vậy đây chính là tia OZ. Đây yêu cầu các em tính số đo của ZOE. ZOE là góc đây. À. Như vậy thì vì cái hai cái tia OX và tia OZ là hai tia nối nhau nên các em thấy cái góc XOE, nghĩa là ở cái bài này các em dùng một con tay các em chia giùm thầy hoặc là dùng cái bút ấy. À, đây. Các em chia lại giùm thầy cái tia OT. Bây giờ nó chỉ còn có 3 tia thôi. Thì các em thấy là cái tia OE sẽ là cái tia nằm giữa của cái tia OX và OZ, và đồng thời hai cái góc XOE và IOZ đây chính là hai góc kề bù. Mà hai góc kề bù nó sẽ tổng số đo là bằng bao nhiêu độ? Các em bằng 180 độ. Mà cái góc XOE chúng ta nào nãy chúng ta tính là 110 độ, người ta đã cho sẵn rồi. Không, thì các em lấy 180 trừ 110 thì cái này cũng sẽ ra được bao nhiêu độ? Các em sẽ bằng ở đây là bằng 70 độ nè. Có đúng không? Bằng 70 độ. Hiểu chưa? Ta trình bày câu C thôi nha. Rồi câu C chúng ta trình bày như sau các em. Vì các em lập luận nè, vì OX OZ là hai tia như thế nào em? Là hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau. Nên từ đây chúng ta suy ra góc XOE với lại IOZ là hai góc kề bù. Kề bù nghĩa là tổng số đo của hai góc nó cộng lại sẽ bằng bao nhiêu độ em? Sẽ bằng 180 độ. Khi nó là hai góc kề bù, chúng ta suy ra góc XOE cộng IOZ sẽ bằng là 180 độ. Có đúng không nào? Nên trừ đây chúng ta suy ra góc IOZ này sẽ bằng 180 độ trừ cho góc XOE. Sẽ bằng 180 độ trừ đi cho 110 độ thì sẽ bằng 70 độ. Ok, như vậy thì IOZ ở đây nó sẽ bằng 70 độ. Ta đi sang câu D. Hiểu chưa nào? Câu D người ta yêu cầu cái gì đây các em? Tia OE có phải là tia phân giác của cái góc ZOT hay không? Thì chắc chắn là cái tia OE này sẽ là tia phân giác của cái góc ZOT. Tại vì thứ nhất là cái tia OE là tia nằm giữa. Các em hiểu nào? Thứ hai là hai cái góc này nó bằng nhau. Nên OE này sẽ là tia phân giác của cái góc ZOT. Hiểu chưa? Như vậy thì để chứng minh được cái OE này là tia nằm giữa, tại vì trên hình thì các em thấy tia nó nằm giữa, nhưng mà thực sự là chúng ta chưa có căn cứ để chúng ta có thể khẳng định nó là tia nằm giữa. Nhưng mà để mà chứng minh nó là tia nằm giữa hai tia OZ và OT thì chúng ta phải đồng thời chúng ta phải chứng minh, phải tính cho thầy cái góc ZOT cho thầy. Cái đường nè. ZOT. Như vậy các em thấy cộng lại hai góc này bằng bao nhiêu độ? Nó sẽ bằng là 140 độ. Nhưng mà tại vì nó chưa nằm giữa và các em phải sử dụng là hai góc kề bù. Nghĩa là ở đây cái tia OZ và OX này là hai tia đối nhau. Nên góc XOT và TOZ là hai góc kề bù, mà cái góc này bằng bao nhiêu độ? 40 độ. Nghĩa là cái này chúng ta chia cái tia OE lại em này. Dùng ngón tay các em chia em thầy cái tia OE lại là các em sẽ tính ra được cái góc ZOT sử dụng hai góc kề bù. Sau khi có góc ZOT rồi, chúng ta sẽ tiến hành lập luận là chúng ta suy ra cái tia OE này sẽ là tia phân giác. Hiểu chưa? Rồi, ta trình bày ra. Vì OX, OZ nó khó là khó chỗ đó em nhé. Chứ không các em trình bày đùng đùng vô mà nó tia phân giác là chúng ta sẽ bị mất điểm ở phần này đó. Vì OX, OZ là hai tia đối nhau nên ta có góc XOT với lại TOZ là hai góc kề bù. Hai góc kề bù. Nên từ đây chúng ta suy ra góc XOT cộng cho TOZ sẽ bằng 180 độ. Mà mục đích của mình ở đây là tính cái góc ZOT, nghĩa là TOZ ấy, sẽ bằng 180 độ trừ cho góc XOT sẽ bằng 180 độ trừ đi cho 40 độ thì sẽ bằng 140 độ. Hiểu chưa? Sau khi chúng ta tính được góc ZOT xong, ta lập luận tiếp. Trên nửa mặt phẳng
bờ chúa cái tia OZ đó nè. À, chúng ta có cái góc ZOI nó nhỏ hơn ZOT, nghĩa là đây 70 độ nó sẽ nhỏ hơn 140 độ. Từ đây chúng ta suy ra cái tia OI đó, chúng ta chứng minh nó nằm giữa này đó, là tia nằm giữa hai tia OZ và OT, hiểu nào? Mà cái góc ZOI sẽ bằng IOT, cụ thể đây là bằng 70 độ. Kết hợp hai dữ kiện này thì chúng ta sẽ kết luận cái tia OI là cái tia phân giác của cái góc ZOT. Xong, hiểu chưa nào? Đây, bài số 4 em, hình vẽ, cách làm, cách trình bày. Nói chung câu A, câu B, câu C thì thầy nghĩ rất dễ, nhưng chủ yếu là ở câu D. Nếu em không trình bày một cách chặt chẽ thì ở câu D này chúng ta rất là dễ bị mất điểm. Ít nhất là các em sẽ mất 0,25 điểm khi các em chứng minh không chứng minh cái tia OI là tia nằm giữa hai tia OX và OZ. À, thầy nói OT và OZ, hiểu chưa? Nên ta làm một toán là phải lập luận và nó phải chặt chẽ như vậy, chứ không người ta hỏi vì sao, à mình căn cứ vào đâu mà mình dám khẳng định nó chính là cái tia nằm giữa, thì mình phải có sự so sánh của hai cái góc ở trong đó, hiểu chưa nào? Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5. Cái bài này dành cho các bạn học sinh giỏi nha. Ok. Ngón tay của thầy cái này nó lăn rồi mà sao giờ nó u ở đây một cục thấy ghê luôn. Không biết bị sao đây. Thì nó u ở đây mà nó tê lắm em. Nó tê. Sao ta? Rồi ok, bye bye các em nhé.